Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Sói đi thành đôi do Đam Mỹ Tưởng Chuyện thực hiện, tập 91. Men rượu sộc lên thật, nằm lại nhài thế này cảm giác như rượu đã lan ra khắp não. Bị nèm cảm thấy đầu óc choáng váng còn rất là buồn ngủ nữa, không muốn mở mắt ra. Lúc khiêu dịch cởi quần áo của cậu, cậu không phối hợp cho lắm. Cứ thấy khiêu dịch kéo cánh tay cậu lật qua lật lại như đang tráng bánh vậy. Nghĩ tới cảnh tượng này, cậu đột nhiên bật cười, nhắm mắt cũng cười. Chú ý độ lửa, trở mặt liên tục để tránh bánh khét. Khiêu dịch không nói tiếng nào, tiện tay túm quần áo cảnh đó ném lên mặt cậu. Làm sao đây? Mặc dù lòng nghĩ hôm nay là sinh nhật khiêu dịch, mình muốn khiêu dịch vui vẻ, nhưng hiện giờ nằm dưới đống quần áo, bị nèm không nín cười được. Tôi cứ cười mãi thế này có ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu không? Không. Khiêu dịch nói, giọng rất thấp. Bị nèm cực thích nghe khiêu dịch để giọng nói chuyện. Chỉ cần không quá chú ý tới giọng điệu, sẽ thấy nó tràn đầy gợi cảm và khiêu khích. Tôi thích nghe cậu. Bị nèm đưa tay muốn sờ mặt khiêu dịch. Tay vừa đưa lên đã bị khiêu dịch bắt lấy ấn xuống giường. Hỏi kiểu này. Cậu tiếp theo vốn nên có nội dung khác, nhưng cảm giác da thịt cần kề khi khiêu dịch đột nhiên đè lên người cậu, làm cho đầu óc vốn dĩ đã chìm trong men của cậu đình công luôn. Cậu sau vừa dứt được một lát thì biến thành tiếng rên rỉ trầm thấp khi lưỡi khiêu dịch lướt qua xương quai xanh của cậu. Cười đi. Lưỡi của khiêu dịch trườn lên dọc theo cần cổ, chậm rãi đảo quanh vành tai cậu. Bị nàm nhất thời chóng mặt ghê gớm. Giữa lúc choáng váng, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của khiêu dịch và cả nụ hôn ướt át từ ngực dần dần rơi xuống. Có lẽ khiêu dịch nói đúng, uống rượu tới mức này thực sự khiến cậu thả lỏng hết mình. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, chỉ cần nghe tiếng thở dốc mơ hồ, cậu đã cảm thấy dục vọng trong cơ thể trỗi dậy ầm ầm. Tay và môi của khiêu dịch mơn trớn khắp người cậu, mắt bị quần áo che lấp. Vì không nhìn thấy nên không đoán được chỗ nào đó bị kích thích, mang tới một cảm giác hưng phấn khác lạ. Cuối cùng khi tay khiêu dịch nắm lấy nơi đó, cậu ngửa đầu, tiếng thở dốc dồn dập hơn. Cậu không biết khiêu dịch lấy keo bôi trơn từ lúc nào, cứ như biến phép vậy. Chất keo mát lạnh chạm vào làn da nóng bỏng, tức thì tan chảy ngay. Bị nàm có thể nghe rõ tiếng trơn trượt nhỏ nhỏ khi tay khiêu dịch ma sát với cơ thể mình. Lúc khiêu dịch nâng một chân cậu lên, cậu bỗng thấy căng thẳng, dù đầu óc vẫn còn choáng váng, thế là theo bản năng né tránh. Đừng động đậy, khiêu dịch cũng khẽ nói, tiếp theo để chân bị nèm rồi cúi người xuống, kéo quần áo ra khỏi mặt cậu. Hồn cậu luồn lưới vào giữa hàm răng cậu, khéo léo lật trở cuốn quyển, lúc thả ra còn kề tai cậu nói. Cậu dẻo dai thật. Cảm ơn huấn luyện viên khiêu, cậu... Bình Nam cũng thở hổn hển rồi nói, khiêu dịch cũng ngồi thẳng người dậy, tay mò ra đằng sau, đầu ngón tay trơn ướt nhẹ nhàng với vào trong. Bình Nam nhất thời ngưng thở, cơ thể cũng căng cứng. Khiêu dịch quả là một tên lưu manh thâm niên, Bình Nam mơ màng nghĩ. Tuy cậu và khiêu dịch đều không có kinh nghiệm, nhưng từ nhỏ tên nhóc này đã biết tính hướng của mình. Xét khía cạnh xây dựng tâm lý và tiếp thu tài liệu hay hình ảnh nhạy cảm ở mặt này, chắc chắn phong phú lắm đây. Bị nàng cảm thấy mình không nên uống rượu. Uống rượu rồi mặc người ta định đoạt mà không phản kháng được, đúng là khốn khiếp mà. Đau đớn, hưng phấn, kháng cự, hùa theo, cũng vì trong đầu có rượu mà không thể khống chế. Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc cao thấp đan xen. Trăng tròn trăng khuyết, sóng lên sóng xuống. Bên nèm nằm sấp trên giường, nửa mặt vùi vào trong gối, chóng mặt mệt mỏi, một vài chỗ cũng khó chịu âm ỉ khiến cậu không muốn nhúc nhích. Tắm không? Khiêu dịch ở sau lưng cậu nhỏ giọng hỏi. Tắm con khỉ, không muốn nhúc nhích. Bên nèm quay đầu úp mặt lên gối. Sau khi xoa nhẹ trên người cậu một lát, khiêu dịch ngồi dậy. Đi đâu thế? Dù không muốn dậy cũng không muốn nói chuyện, nhưng vì nàng vẫn hy vọng khiêu dịch ở bên mình. Lấy thuốc lá. Khiêu dịch nhéo nhéo tay của bên nam, đoạn xuống dưới lầu lấy điếu thuốc rút ra trong túi quần châm lửa, tựa vào đầu giường. Hút thuốc sau chuyện.
Ấu chỉ, Bể Nam phùi mặt vào gối cười mấy tiếng. Nói lời thoại đi, cảm ơn. Khiêu dịch cũng vỗ lưng cậu. Người ta là người của anh rồi. Bị Nam đè xong, nói mà cả người nổi hết cả da gà, đủ cống hiến cho đám khói thuốc. Anh phải chịu trách nhiệm với người ta đó má. Yên tâm, sau này không bạc đãi cưng đâu. Khâu dịch ngậm điếu thuốc thô giọng nói. Mặt cậu xài ra cả thước rồi đấy. Bị Nam nói. Bên ngoài chuyển tới tiếng Khương Ngàn ra khỏi phòng, hình như chạy đi vệ sinh. Tôi ra xem. Nói đoạn Khưu Dịch xuống giường, mở cửa ra bên ngoài. Việt Nam nghe tiếng Khưu Dịch trong phòng khách, đã ký nói cho Khưu Dịch biết mình vừa viết thêm nhật ký, viết luôn cho ngày mai. Nhật ký ngày mai viết gì? Khưu Dịch cũng cười hỏi. Đẩy chuyện hôm nay sang cho ngày mai. Khưu Ngàn nói sinh nhật anh hai, dù sao cô giáo cũng không biết anh sinh ngày nào. Mau ngủ đi, Khưu Dịch nói. Đi tiểu rồi ngủ nha. Khương Ngàn chạy ra ngoài, hỏi với từ ngoài sân. Em có thể xem tivi nửa tiếng không? Không, Khương Sịch cũng đi theo. Mấy phút sau Khương Ngàn trở vào nhà, Khương Sịch bưng thau nước ấm vào. Làm gì vậy? Bình Nam nghiêng đầu cũng nhìn Khương Sịch. Chẳng phải cậu không muốn đông đầy sao? Khương Sịch nhúng nước rồi vắt khăn, úp lên lưng Bình Nam, lau người cho cậu. Hey, thích quá. Khăn lông ấm nóng lập tức khiến Bình Nam cảm thấy vô cùng thoải mái. Khưu Dịch cũng bật cười, bàn tay cách lớp khăn nóng lưng cậu vài cái. Massage luôn cho cậu nhé. Cậu không buồn ngủ hả? Hôm nay cậu uống cũng không ít mà. Bình Nam híp mắt hỏi. Vẫn còn chịu được. Khưu Dịch nhúng khăn lông vào nước nóng lần nữa, sau đó úp ngang hông Bình Nam, xoa bóp mấy cái. Cậu đau không? Hả? Bình Nam sửng sốt, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Không đau, chắc không đau như cậu hôm đó. Khưu Dịch còn không chịu cho cậu tốt nữa. Hôm nay ít nhất cậu còn hứng thú bắn một phát. Tôi thấy cũng không đau lắm, cậu còn rên rất hàng say nữa. Khưu Dịch cầm khăn lau người cho Bình Nam. Mẹ ông nội cậu. Bình Nam lập tức cảm thấy ngại không chịu nổi, bèn mắng một câu. Cho cậu chút thể diện mà cậu còn vênh mặt tới tận trời. Khưu Dịch cũng cười nửa ngày, vỗ mông Bình Nam một cái. Tỉnh điều rồi hả? Nói nhiều thế. Đúng, tỉnh rồi, bị ngài làm tỉnh đấy. Bình Nam cũng lật người lại, đằng trước cũng phải lau, chỗ góc còn cháu cũng thế. Khưu Dịch cũng cười thở dài một hơi. Khưu Dịch đi tắm, lúc quay về Bình Nam vẫn chưa ngủ, đang nằm trên giường ngẩn người nhìn đèn. Nghĩ gì thế? Khưu Dịch tắt đèn lên giường. Mới nay nói buồn ngủ mà. Không nghĩ gì hết, chờ cậu thôi. Bình Nam chờ mình, bè lên người của Khưu Dịch, hôn chóc mấy cái lên mặt Khưu Dịch. Sợ cậu tắm xong về thấy tôi ngủ mất tiêu rồi, cậu sẽ cô đơn. Không cô đơn, Khưu Dịch cũng cười nói. Nếu cô đơn có thể lột ra cậu làm phát nữa. Bến. Bình Nam nằm xuống gối tặc lưới. Khưu đại bảo, tôi hỏi này. Ừ, Khưu Dịch đáp. Có phải cậu có cảm giác như cuối cùng đã đạt được nguyện vọng không? Bình Nam gác chân lên người Khưu Dịch. Tôi thấy cậu như khát khao chuyện này lâu lắm rồi ấy, nghẹn thành lưu manh luôn. Xem như là thế đi. Khưu Dịch cũng ngáp một cái. Trước đây tôi nghĩ nếu cậu cứ mãi không chịu làm, hai đứa mình cứ dùng tay và miệng có thể chơi ra kiểu gì. Bình Nam cũng bật cười, cười tới mức không ngừng được. Cậu nói xem, cái người mặt mày lúc nào cũng đứng đắn như cậu, trong đầu toàn nghĩ mấy vấn đề không biết xấu hổ này. Thật ra nếu cho tôi làm, tôi sẽ chịu thôi, không tới mức mãi không chịu làm. Vậy sao? Khưu Dịch vuốt về trên đùi của Bình Nam. Vậy hôm nay cảm giác thế nào? Thì cũng được, nhưng mà rất là này nọ kia. Bình Nam nói nhỏ, lát sau lại do dự hỏi Khưu Dịch. Bộ tôi làm cậu khó chịu lắm hả? Không hẳn, Khưu Dịch cũng cười. Cậu hấp tấp quá, tôi thấy cậu mới là người nghèn đấy. Hả? Bình Nam cũng đành chịu, suy nghĩ một lát rồi lại nói. Vậy lần sau thì sao? Nếu không lần sau tôi sẽ không hấp tấp như thế nữa. Lần sau? Khưu Dịch cười một hồi rồi thình lình đổi giọng hung dữ. Nằm mơ đi. Bình Nam sửng sốt, tiếp đó cũng phì cười.
cậu có đổi giọng hung dữ cũng chẳng dọa người tí nào. Đó là vì cậu biết tôi sẽ không hung dữ với cậu. Khưu Dịch cũng tặc lưỡi. Tôi nói mới dọa người này, nhìn đấy. Miền Nam dùng cùi trỏ với Khưu Dịch bỗng dưng đập vào ván giường rồi ngồi dậy. Muốn lì với bố hả? Mày còn lo lắm. Để này, bố mày làm cho thì phải xem tâm trạng của bố đã. Bị cú đập sườn của Vin Nam làm mình sợi cả mình. Khiêu Dịch nhìn chằm chằm Vin Nam một lát rồi cười tới không nói nổi. Thôi xả chết tôi rồi, tôi bị dọa tới mức cương luôn. Khiêu Dịch à, Vin Nam cũng thở dài. Trước đây hai đứa mình nên đánh cho đủ mới đúng, bây giờ không nỡ ra tay với cậu. Mẹ nó, cậu tiền đến thế này mà tôi lại không nổi cáu. Thì tôi cũng vậy thôi. Khiêu Dịch nhấc chân dùng đầu gối đẩy Vin Nam nằm xuống giường. Hôm đó cậu không biết nặng nhẹ như thế, tôi cũng cố nhìn không đập cậu bay ra sân. Nếu là không người khác thì tôi đã. Người nào khác? Vin Nam lập tức hỏi. Chỉ là ví dụ thôi. Khiêu Dịch ngẫm nghĩ một lát rồi cười. Hình như ví dụ này không ổn cho lắm nhỉ. Hai người nằm cạnh nhau cười ngu cả buổi trời. Vin Nam ngáp liên tục hai cái. Bây giờ buồn ngủ rồi. Ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa. Khiêu Dịch bị Vin Nam làm cho ngáp theo. Mông không khỏe, không biết mai dậy đi làm nổi không. Vin Nam nhắm mắt nhỏ giọng nói. Cậu có cần dùng mông chơi bóng đâu. Khiêu Dịch đáp. Thế cậu không cần mông dạy học hả? Vin Nam xoay người ôm Khiêu Dịch. Hai người lại cười ngu một trận nữa. Cuối cùng Khiêu Dịch vỗ bụng Vin Nam một cái. Có ngủ không thì bảo, không ngủ thì ra ngoài quét sân. Ngủ ngon, đại bảo. Vin Nam nói. Ngủ ngon, đại hổ tử. Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Vin Nam thấy hơi nặng đầu, chắc do uống quá nhiều. Khưu Dịch đã rời giường, đang ở trong phòng khách nói chuyện điện thoại. Nghe nội dung thì hẳn là thân đào. Nó về rồi hả? Vin Nam kéo quần lên đi ra ngoài hỏi. Hai ngày nữa. Khưu Dịch nói. Nhị bảo đi mua đồ ăn sáng rồi mà mãi chưa thấy về. Cậu ra xem thử đi, hôm nay nó phải tới trường dọn vệ sinh. Ừ, Vin Nam trả lời rửa mặt rồi ra ngoài. Gần đây bạn học Khiêu Nhị bảo không thích mua điểm tâm ở đầu hẻm nữa. Nhóc rất sẵn lòng đi tới một quầy điểm tâm ở ngoài phố. Quầy đó có nuôi một con chó sinh một ổ cún lông xoăn. Lần nào nhóc cũng mượn dịp mua điểm tâm tới đó chiêu cún. Từ đằng xa, Vin Nam đã thấy nhóc xách một túi bánh bao ngồi xổm dưới gốc cây. Bên chân là mấy chú cún béo ú đang xoay quanh nhóc cũng vẫy đuôi. Nhị bảo, Vin Nam gọi lớn, Khiêu Ngạn hớn hở chạy tới. Sao anh lại ra đây? Nếu anh không ra chắc hôm nay em chế giờ quét dọn vệ sinh quá. Em đưa điểm tâm cho cún ăn hết rồi phải không? Không có à. Vin Nam lắc cái túi trong tay. Chỉ cho chó mẹ một cái bánh bao thôi. Chủ quán nói cún đang bú sữa, không ăn bánh bao. Mỗi lần Vin Nam uống nhiều thì thế nào hôm sau cũng thấy đói. Vì thế cậu lại qua mua thêm một sừng bánh bao hấp, hai cái bánh rán. Mấy giờ mới dẫn Khiêu Ngàn trở về. Hôm qua anh uống nhiều lắm. Khiêu Ngàn phẩy túi vừa nói vừa nhảy nhót. Đâu có, Vin Nam nói. Đi đường còn chẳng xong, là anh hai em đưa anh vào đó. Khiêu Ngàn cũng cười nói. Đại hồ tử, lượng của anh kém quá. Em uống nước ngọt thì có gì mà đắc ý. Bịt nèm cũng xoa đầu cậu nhóc. Đại hồ tử, Khiêu Ngàn xoay người nhảy lùi. Sau này anh sẽ ở nhà em luôn phải không? Hả? Nhóc nghe đột nhiên hỏi vậy, bịt nèm không khỏi xấu hổ. Cái này chưa chắc nữa. Ở riêng không tiền bồi dưỡng tình cảm. Khiêu Ngàn nghiêm túc nói. Em nghe được từ chỗ nào vậy? Bịt nèm cũng buồn cười. 360 độ yêu à? Khiêu Ngàn nói trên kênh 6. Kênh 6 mà Khiêu Ngàn nói là kênh tin tức của thành phố. Bịt nèm chưa xem bao giờ. Không ngờ Khiêu Ngàn mỗi ngày chỉ ngồi trước tivi chừng nửa tiếng mà cũng tìm ra được nội dung kiểu này. Anh phải nói với anh hai em tivi chỉ chừa một kênh trung ương cho em thôi. Vin Nam cũng càng khái. Suốt ngày toàn xem gì đâu không. Càng không cho xem. Càng không cho nói càng muốn nói. Khiêu Ngàn cũng lắc đầu nguội nguội. Anh không biết đạo lý này sao. Im lặng. Vin Nam đi tới dùng cánh tay kẹp hông Khiêu Ngàn, xách cậu nhóc lên, bước nhanh về nhà.
chưa đầy 2 năm nữa em có thể tọa đàm trên TV đấy. Về tới nhà, đúng lúc Khiu Dịch vừa nói chuyện điện thoại xong, thấy Biên Nam thì vẫy tay. Nè, nói cậu nghe chuyện này. Chuyện gì? Thân Đào hả? Biên Nam ném Khiu Ngạn lên ghế sofa. Chiều nay tan ca hai đứa mình qua giúp người ta chuyển nhà đi. Gì cơ? Biên Nam cũng sửng sốt, suýt nữa chỉ mong mình nói chỗ này chưa khỏe đâu. Giúp một cô nàng chuyển nhà không có nhiều đồ lắm, chỉ là một ít hành lý, một bộ máy tính bàn, gọi xe giúp nhỏ chở đi là được. Khử Sịch cũng ngó mông của bên nam, cậu đi theo nhìn thôi, đồ cứ để tôi dọn. Không phải, ý là việc này liên quan gì tới Thân Đào? Bên nam nói xong mới ngộ ra, bạn gái Thân Đào hả? Chưa hẳn, là một cô gái trong văn phòng công ty nó với người ta nói chuyện hợp rơ quá nên muốn theo đuổi. Khiêu dịch cũng cười, tiện thể hai đứa mình tới xem nhỏ là người thế nào luôn. Phê đồ. Bên Nam cũng rất hứng thú với cô gái mà Thân Đào thích. Thân Đào luôn luôn trầm ổn, chững chạc, chưa già đã yếu. Bên Nam thực sự muốn xem thử người mà Thân Đào thích là dạng nào. Anh Tiểu Đào không đẹp trai bằng anh hai. Ngồi bàn gặm bánh bao, Khiêu Ngàn đột nhiên lên tiếng. Lỡ chỉ kia để mắt tới một trong hai anh thì phải làm sao đây? Khiêu Sịch và Biên Nam cũng liếc nhìn nhau, hai người nửa ngày không thốt lên lời. Cuối cùng Khiêu Sịch quay đầu nhìn Khiêu Ngàn thật lâu. Em quan tâm quá nhỉ? Em đi học nha. Khiêu Ngàn cười tí tởn với cái xô nhỏ bên cửa rồi chụp một cái bánh bao chạy ra ngoài. Tôi phát hiện trẻ con toàn là thoát cái đã trưởng thành. Biên Nam cũng ngơ ngác, hôm trước còn nghịch nước tiểu. Độ trưởng thành hiện tại của nó thuộc mức ngẫu nhiên. Bây giờ tôi đang nghĩ cách kiềm chế không cho nó trưởng thành đấy. Khiêu Dịch cầm ly sữa đậu nành lên rồi uống. Hồi còn nhỏ chơi vui biết bao. Có ai như cậu không? Bên Nam cười nói. Nó trưởng thành cũng chơi vui mà, như cậu vậy. Phải rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sai bạn nó qua chuyển nhà cho cô bé nó thích như Thân Đào. Khiêu Dịch cũng tặc lưỡi, nghĩ là thấy hết vui rồi. Cậu cũng đừng can thiệp quá nhiều. Bên Nam cắn một miếng bánh rán. Tôi muốn sau này nhị bảo sinh một đống tiểu nhị bảo, sau đó chia cho hai ta một đứa. Khiêu Dịch cũng cười tới sặc sữa, ngồi xổm dưới đất ho một lúc lâu thì mới nói. Bên Nam, cậu đừng dùng từ như thế được không? Từ nào? Bên Nam cũng liếc mắt. Tôi thích con nít cậu không sinh được. Nếu cậu sinh được tôi chắc chắn sẽ làm cho cậu sinh cho tôi 18 đứa. Rồi xong, bộ đồ ngựa phần. Khiêu Dịch, sớm muộn gì hai ta cũng phải nói rõ chuyện này. Bên Nam chỉ vào Khiêu Dịch, cứ đợi đấy. Mau đi làm đi, muộn rồi kìa. Khiêu Dịch cũng cười, lấy di động ra xem đồng hồ. Bước đến bên cậu, hôm nay thì không thoải mái chỗ nào thì gọi ngay cho tôi qua với cậu. Hôm nay mà trái lại không thấy mong bị ảnh hưởng gì tới công việc. Bên Nam chỉ thấy lúc ngồi hơi khó chịu, từ sáng tới trưa toàn đứng bên sân bóng. Gần trưa là giật sương mới tới. Vừa xào sân thì hắn đã đặt mông ngồi xuống ghế than thở. Chết đi được. Sao vậy? Biên Nam cũng hơi bất ngờ khi câu đầu tiên là giật sương nói không phải là Biên Nam qua chơi bóng nào. Trẻ làm thủ tục tới chưa? Là giật sương xoa chân. Nhiệm vụ Khiêu Dịch giao cho. Chạy thật hả? Biên Nam lại hỏi. Lái xe đi. Là giật sương cũng chẳng vui. Biên mới chạy thật. Cả quá trình chỉ lái xe thì anh bóp chân nối gì, tôi tưởng anh chạy marathon đi làm thủ tục chứ. Và văn phòng thì cũng phải đứng đợi chứ. Là giật sương thở dài, có chút chuyện mà khó khăn ghê. Giờ thì biết chưa, Miền Nam tìm một thỏi sô-cô-la trong ba lô cho là giật sương. Anh tưởng chỉ cần một tiếng là xong phải không? Đừng bắt chước Khiêu Dịch, chẳng đáng yêu chút nào. Là giật sương đấm chân. Mà đã gần 10 ngày nửa tháng rồi, tôi thực sự bội phục Khiêu Dịch. Mỗi ngày dạy học là một đống chuyện, thế mà mấy ngày nay vẫn có thể viết ra kế hoạch. Bên Nam chợt nhớ tiếng thở dốc của Khiêu Dịch bên tai mình tối qua. Cảm giác tựa như mơ hồ rồi lại rõ rành rành khi Khiêu Dịch vừa dịu dàng, vừa không cho phép phản kháng mà tiến vào cơ thể cậu. Nhất thời khiến cậu đỏ mặt, vội vàng xoay người nhìn học viên đang tập luyện trên sân. Nhi bảo đâu? Sao không tới? Là giật sương đứng sau lưng câu hỏi. Hôm nay trường tổng vệ sinh, nó tới trường rồi.
Biển Nam cũng cử động tay chân, định bùng lát nữa qua làm mẫu. Chơi bóng thôi, là Sở Sương đứng lên, xử lý Biển qua hoạt động một tiếng nào. Không, Biển Nam rất muốn nói, tối qua tôi hoạt động rồi, giờ đi lại không tiền. Hôm qua tôi uống quá nhiều, giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Uống rượu, với ai, với Khưu Dịch hả, sao không gọi tôi? Là Sở Sương lập tức hô to, mấy hôm nữa qua ăn cơm chung đi. Biển Nam nói, sinh nhật Khưu Dịch thứ bảy rủ một nhóm bạn tới chơi, hai người chắc cũng xem như vừa là bạn vừa là đối tác, nhất định phải tới đấy. Thứ bảy không thành vấn đề, sinh nhật cậu ta hả, nhiêu tuổi rồi? Là Sượt Sườn nghe vậy rất hào hứng, thoáng cái quên mất chuyện uống rượu không mời mình. 19, Biển Nam nói, bao nhiêu? 19 tuổi. Là Sượt Sườn cũng sửng sốt, mẹ nó, tôi thế mà là bị một thằng nhóc 19 tuổi sai bảo chạy khắp thành phố mỗi ngày. Anh thôi đi, Biển Nam cũng cười, khoát tay lên vai Là Sượt Sườn nói, anh cũng chỉ lớn hơn bọn tôi 1-2 tuổi, giả bộ cha chú làm gì, hồi đó có râu còn coi được, bây giờ râu rồi, nhìn cũng không ra một thằng nhóc thôi. Ờ, phải, Là Sượt Sườn cũng sờ trên miệng của mình, tôi cũng biết tôi để râu trông rất bảnh, thôi không nhắc chuyện râu ria nữa. Nhắc tới tôi lại nhớ chuyện thất tình. Cuối cùng vì Nam cũng không chơi bóng với La Dược Sương. Cậu thực sự cảm thấy mình mà chơi bóng với tình trạng này sẽ rất khó chịu. May là ăn chưa xong có Khiêu Ngàn chạy tới, La Dược Sương xem như tìm được chút chuyện để làm. Nhóc kia quả thật rất có hứng thú với tennis, hôm nay các sân đều đầy hết. La Dược Sương dẫn nhóc qua tập luyện với Tưởng. Dù chỉ đập bóng đơn điệu suốt 2 tiếng mà nhóc vẫn kiên trì được. Biển Nam nhìn mà cảm khái, đây là sự khác nhau giữa có hứng thú và không có hứng thú. Không chừng 10 năm sau cậu có thể đánh mấy trận với Khiêu Ngàn. Chẳng qua việc nghĩ tới 10 năm sau Khiêu Ngàn cũng lớn cỡ mình bây giờ, cậu đột nhiên thấu hiểu cảm giác Khiêu Dịch. Tiếc quá, bánh mì nhỏ đáng yêu sẽ không còn nữa. Bên kia tập với Tường hơn 3 tiếng, bên này Biển Nam đã tan ca. Bây giờ Khiêu Ngàn mới miễn cưỡng buồn phật theo Biển Nam về nhà. Hôm nay Khiêu Dịch về nhà cũng sớm hơn ngày thường, cậu đang chuẩn bị nấu chút mì, sau đó qua giúp người ta chuyển nhà. Cô nàng mà Thân Đào để mắt, hai người họ đều tò mò như nhau. Trước đây Thân Đào có nói nhỏ là người như thế nào không? Biển Nam vừa ăn mì vừa hỏi. Cao, gầy, trắng, Khiêu Dịch tổng kết rất nhanh. Mắt to, tóc dài, không phải kiểu dịu dàng, tính tình nóng này. Thần Đào thích dạng này, Biển Nam cũng hơi khó hiểu. Không biết nhưng mà nó chịu được, tính tình nó tốt lắm. Khiêu Dịch cũng cười, mau ăn đi, Biển Nam nói. Cơm nước xong, hai người đếm Khiêu Ngàn ở nhà, ra đầu hẻm tìm một chiếc xe van chở hàng, rồi tới địa chỉ Thần Đào đưa. Chỗ ở hiện tại của cô kia cách công ty khá xa, thế nên mới tìm thuê một chỗ gần công ty, muốn chuyển xong trong 2 ngày nay. Lúc sắp tới nơi, Khiêu Dịch gọi cô nàng nói đã chuyển vài thứ xuống lầu. Nghe giọng rất già dặn, Khiêu Dịch cúp máy nói, cũng không tệ, biết tự đưa những thứ đưa được xuống trước. Lúc xe tới dưới lầu, cách lớp cửa kính, Biển Nam trông thấy một cô gái tóc dài đứng bên cạnh hai cái thùng. Thấy xe của bọn họ thì vẫy tay, nhìn vào trong cửa sổ xe. Khiêu Dịch và Biển Nam phải không? Phải, Khiêu Dịch tranh thủ bảo tài xế đỗ xe, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Biển Nam. Thấy chưa? Thấy rồi, rất đẹp, mà hình như 24-25 tuổi lận. Biển Nam cũng nhìn lại. Thần Đào thích lái máy bay hả?